Rừng mưa nhiệt đới là một trong những thực thể sống tồn tại lâu đời nhất trên trái đất, lâu hơn cả sự tồn tại của những vì sao. Khu rừng nhiệt đới này đã tồn tại 130 triệu năm. Mùa này qua mùa khác, thế kỷ này qua thế kỷ khác, khu rừng vẫn tiếp tục định đoạt số mệnh của sinh vật đang cư trú trong đó, và đến lượt những sinh vật này tác động đến khu rừng. Câu chuyện về khu rừng mưa nhiệt đới ở châu Á này là câu chuyện về mối quan hệ đặc biệt giữa khu rừng và các loài động thực vật sống trong đó. Tiếng kêu lúc bình minh của các loài linh trưởng thực sự là âm thanh của châu Á, bởi ở đây có một hệ linh trưởng đa dạng nhất trên trái đất. Một ngày mới bắt đầu giống như hàng triệu buổi bình minh trước đó. Khu rừng và vô số các sinh vật trong đó xôn xao khi ngày mới mang theo ánh sáng và sự ấm áp. Khu rừng với sự phức tạp của nó có thể được coi là một sinh vật sống đơn lẻ. Nó sử dụng nước mưa và không khí ấm áp, rồi nhả ra khí oxy. Tán cao nhất của khu rừng đóng vai trò như lớp da. Nó nhận được nhiều ánh sáng mặt trời nhất, với mưa và gió cũng vậy. Nó bảo vệ khu rừng bên dưới. Rừng rậm nhiệt đới rất giàu có, mặc dù chỉ chiếm 5% diện tích bề mặt trái đất, nhưng nó lại là ngôi nhà cho ít nhất một nửa số loài động thực vật trên trái đất. Cao trên ngọn cây, các con vật thức dậy và đang đói bụng. Loài khỉ ăn lá Thomas chuyển trên những cành cây tìm kiếm bữa sáng. Khỉ đỏ không đuôi lớn châu Á, loài đầy ươi sống trên những cành cây lớn ở đoạn giữa thân cây. Hai con đầy ươi này đang chuẩn bị tìm bữa sáng. Loài vượn đen báo ngày mới bằng một bản song ca tình yêu. Tiếng gọi của con đực và con cái cũng là lời tuyên bố lãnh thổ của chúng. Người ta đã quan sát và nghiên cứu chúng suốt hơn 5 năm. Hành vi của chúng cho ta cái nhìn khái quát về loài đời ươi trước đây và một niềm hy vọng cho tương lai của chúng. Mỗi con đều được đặt một cái tên. Andy là một con cái đã được 9 tuổi. Nó đã quen sống một mình kể từ khi phải sống tự lập vì mẹ nó phải dành thời gian chăm sóc đứa con nhỏ hơn mới ra đời. Con đời ươi mẹ, Arnie, sẽ dành 8 năm để chăm sóc con, cũng như khi nó chăm sóc Andy. Arno, cha của Andy, là con đực đầu đàn của khu vực này, và có lẽ là cha của hầu hết các con trong lãnh thổ của nó. Orang-hutan có nghĩa là người sống trong rừng. Người Malaysia có một truyền thuyết rằng loài đời ươi thông minh đến nỗi nó không bao giờ cần học nói vì sợ rằng nếu vậy nó sẽ phải làm việc.
Arno có cách cư xử của một quý ông lịch thiệp. Tuy nhiên, nó sẽ chiến đấu quyết liệt để trở thành con đực đầu đàn. Nó sống cuộc sống đơn độc và để việc chăm sóc đời ươi con cho các con cái lo. Mối quan hệ đơn giản nhất mà loài đời ươi có với khu rừng lại là mối quan hệ tự nhiên nhất. Lực hấp dẫn đảm bảo một điều rằng, sớm hay muộn, mọi thứ chúng ăn hay chạm vào đều sẽ rơi xuống mặt đất. Tầng thấp nhất và là nơi kết thúc của mọi thứ, sinh vật chết, lá, hạt cây và phân. Phần tươi của đời ươi dường như cũng có cuộc sống riêng của nó. Đánh hơi thấy mùi, bọn ăn phân nhanh chóng bắt đầu công cuộc tái chế. Những con bọ chia nhỏ đống phân và vo chúng lại thành viên để dễ lăn đi và dễ chôn xuống đất. Chúng sẽ đẻ trứng trên đó và sau cùng thì chúng cũng sẽ bị phân hủy. Chất dinh dưỡng lại được cây hấp thụ. Tầng mặt đất là phần quan trọng của rừng nhiệt đới. Khu rừng tiêu hóa hết chất thải của nó trong vòng chưa tới một giờ. Xác lá sẽ cần nhiều thời gian để phân hủy hơn. Nhưng cuối cùng thì chất dinh dưỡng từ lá cũng sẽ thấm vào đất. Kiến là loài côn trùng phổ biến nhất ở rừng nhiệt đới và chúng cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tái tạo lại các chất dinh dưỡng cho khu rừng. Kiến và họ hàng của chúng, những con mối là một mắt xích quan trọng trong hệ tiêu hóa của khu rừng. Mối phá hủy những thân gỗ mục và tha chúng về tổ theo những con đường mòn trong khu rừng. Trên đường vận chuyển đó, mối thợ và thức ăn quý báu của chúng được lính gác bảo vệ. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng côn trùng là những nhân vật nặng ký trong khu rừng. Chúng chiếm 1/3 trong tổng số các loài động vật sống trong rừng. Đối với các động vật ở cao hơn trong chuỗi thức ăn, côn trùng là nguồn cung cấp protein giá trị. Và dù nhìn bên ngoài có thế nào, thì tán rừng nhiệt đới vẫn có một trật tự nhất định, những con khỉ ăn lá chuyển cảnh theo những lối mòn. Bây giờ là giữa buổi sáng, và chúng đang nhảy loạn xạ trong lãnh thổ của mình để tìm thức ăn. Chúng bay người trên không, với sự tự tin được truyền qua không biết bao nhiêu thế hệ đã sống trong khu rừng này.
Những con khỉ ăn lá sống thành những bầy khỉ cái nhỏ với một con đực đầu đàn. Kích cỡ của bầy còn phụ thuộc vào khu rừng. Vì con đực muốn có thể bao quát được cả đàn, nên rừng càng rậm thì nhóm sẽ càng nhỏ. Tất cả mọi thành viên trong chốn hậu cung của nó đều bình đẳng. Không có con cái nào chiếm vị trí độc quyền trong một khu vực kiếm ăn. Những con khỉ ăn lá rất biết lợi dụng. Chúng hầu như chẳng giúp ích gì cho khu rừng. Bằng cách ăn lá cây tươi, chúng cướp đi phương tiện để cây xanh hấp thụ ánh sáng và mặt trời. Và với việc phá hủy hạt, chúng làm cho cây cối khó sinh sôi nảy nở hơn. Nhưng cây cối cũng tha thứ cho những kẻ cướp quyến rũ này. Một số cũng chống trả lại bằng cách sử dụng những chất độc khi ra lá và làm hỏng vị của nó. Bên dưới khỉ ăn lá, trong nhánh giữa, đề ươi có vai trò tích cực hơn nhiều. Hầu hết chúng ăn quả. Vì chúng rất to lớn, nên cũng đồng nghĩa với việc ăn khỏe. Khi ăn quả phân tán rải rác khắp khu rừng, mỗi con vật đều có một bản đồ không gian ba chiều trong não. Vì vậy, nó biết lúc nào và ở đâu quả sẽ chín và làm sao để tới được đó. Khi chúng chuyển từ cây này sang cây khác, vừa ăn vừa di chuyển, nên những con đờ ươi phân tán hạt của những loại cây đóng vai trò chính đối với sự phát triển của khu rừng. Đờ ươi có mặt ở khắp các khu rừng trên đồi ở Sumatra, nhưng khi vào mùa quả, chúng tụ tập với số lượng lớn nhất ở khu vực đầm lầy dưới thấp. Và chính ở đây, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với cả khu rừng được đưa ra nghiên cứu. Con đực này đang chuẩn bị vào thời kỳ sung sức nhất. Có lẽ một ngày nó sẽ thách thức Ano để giành vị trí con đực đầu đàn. Nhưng giờ nó vẫn yên vị, chỉ đến khi chắc chắn rằng nó sẽ chiến thắng. Khu rừng cũng đã thích ứng với kích thước của những con đời ươi bằng cách sinh ra rất nhiều quả ngon gần thân cây, nơi chúng có thể với tới. Con đực này sẽ còn phải quay lại cái cây này nhiều lần nữa trong cuộc đời khoảng 50 năm của nó. Đây là một trong những mối quan hệ lâu đời nhất diễn ra ở bất cứ đâu giữa thực vật và động vật. Mối quan hệ gần gũi nhất trong thế giới động vật là giữa một con đời ươi cái và con của nó. Tình mẫu tử sâu sắc này là mối quan hệ hình thành cuộc sống của đời ươi con. Con mẹ là nguồn thức ăn, sự chở che, phương tiện di chuyển và đem lại những bài học thiết yếu cho cuộc sống. Nó sẽ truyền lại tất cả kiến thức của nó về rừng và các loại trái cây. Không có những cái đó còn không thể sống sót được. Một trong những kiến thức mà Annie truyền lại cho Andy là cách sử dụng công cụ để giải quyết khó khăn. Những hành vi có thể quan sát thấy trong thiên nhiên hoang dã chỉ có ở khu vực đầm lầy của khu rừng này. Một trong những món cao lương mỹ vị mà loài đời ươi ưa thích là hạt của quả chamagan. Khi quả chín, các múi sẽ tách ra để lộ các hạt bên trong. Vấn đề đối với các đời ươi là những cái lông cứng bảo vệ hạt bên trong sẽ làm đau bất cứ ai chạm vào. Trước đây, một trong số chúng đã tìm ra cách giải quyết đối với sự phòng vệ của các loài cây. Giờ Andy đã học được cách đưa que vào miệng và dùng nó để cậy hạt. Hạt sau đó sẽ rơi vào miệng hoặc là rơi vào tay nó. Những cái lông sẽ rơi xuống đất. Hàng triệu năm trước, tổ tiên của chúng ta lần đầu tiên học được cách sử dụng công cụ. Chúng ta không biết liệu loài đời ươi gần đây mới học được điều này, hay chúng đã làm thế hàng trăm,
hay hàng nghìn năm. Một điều chắc chắn là những hành vi này chưa từng được phát hiện ở những nhóm đời ươi khác. Chúng ta đã từng tin rằng khả năng sử dụng công cụ tách biệt con người khỏi vương quốc các loài vật. Có lẽ Andy đang chỉ cho chúng ta thấy rằng đời ươi thậm chí còn gần gũi với loài người hơn chúng ta tưởng. Với hai điều kiện tiên quyết cho cuộc sống, nước và ánh sáng mặt trời, rừng rậm nhiệt đới là môi trường lý tưởng nhất để thực vật phát triển. Một km vuông rừng nhiệt đới có thể có tới 10.000 loài sinh sống, và đây là vương quốc của loài đời ươi đỏ. Ở vùng nhiệt đới có hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Cây cối ra hoa và kết quả theo những chu trình riêng của nó. Rừng nhiệt đới ở phía bắc Sumatra nằm gần đường xích đạo nên có ngày và đêm dài bằng nhau. Tuy nhiên, đối với mỗi cây khác nhau thì lượng ánh sáng nó nhận được phụ thuộc vào vị trí của nó trong rừng. Tầng đáy chỉ nhận được ánh sáng mặt trời vào giữa ngày. Các cành ở giữa nhận được ánh sáng khoảng 8 giờ và tầng trên được chiếu sáng từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Trong ngày, các tán lá của tầng trên cùng liên tục được nhận ánh sáng. Những nhánh ở tầng giữa chỉ nhận được những tia nắng chiếu qua kẽ lá. Và vào buổi trưa, khi mặt trời nằm đúng trên đỉnh các ngọn cây, tầng đáy mới nhận được chút ánh sáng le lói khi mặt trời đi qua và để lại. Chính nguồn sáng hữu hạn này đã hạn chế sự phát triển của tầng đáy trong khu rừng. Và chu trình chiếu sáng này chỉ thay đổi khi một cây chết và đổ xuống, tạo ra một khoảng trống giữa các tán lá. Sau đó, các cây bên dưới đua nhau vươn lên lấp vào chỗ trống. Các loài thân leo quấn quanh các thân cây khác vươn lên, trong khi các cây con vươn lên phía có ánh sáng. Rất nhanh sau đó, khoảng trống đã được lấp đầy. Cuộc đua kết thúc, kẻ thắng cuộc sẽ có mọi thứ, còn những kẻ thua cuộc lại quay về với lượng ánh sáng ít ỏi như mọi khi. Điều cốt yếu trong mối quan hệ giữa các loài động vật và khu rừng là các chu trình theo mùa đối với mỗi loài là khác nhau. Các loài vật luôn biết ở đâu và khi nào các loại lá và quả chúng ưa thích sẽ chín. Trong khi một số cây phát triển mạnh mẽ, dồi dào như mùa xuân, thì một số khác lại đang rụng lá như thể mùa thu vậy. Một số hạt còn nhảy dù bay đi xa để nảy mầm trên mặt đất, một số khác được nước cuốn trôi đi. Hạt có thể bay xa cách cây mẹ hàng km. Vì vậy, tuy cây cối không thể di chuyển được, nhưng nó vẫn có thể phát triển ở những nơi khác. Trong rừng có ít lá và quả hơn, nên lượng thức ăn cho tất cả các loài ít đi. Nếu trong lãnh thổ của chúng có một dòng suối, lũ khỉ ăn lá sẽ dùng tảo làm thức ăn thay thế.
Chúng tụt xuống khỏi các cành cây như những du khách tới một ốc đảo. Dưới dòng suối có đủ tảo để chia sẻ cho cả các đàn khác từ các vùng lân cận. Khi chúng ở đúng môi trường, nghĩa là trên các cành cây, lũ khỉ hầu như an toàn trước các động vật ăn thịt. Nhưng khi ở dưới mặt đất, thì chúng rất dễ bị tấn công. Khỉ cái có con lớn, có thể để chúng ở trên cây. Một khi những con khỉ còn ở dưới suối, thì con đực còn phải lo lắng canh chừng. Vẫn còn một số con hổ Sumatra đi lảng vảng kiếm mồi. Không biết rằng có một con hổ gần đó. Khỉ cái do con còn quá nhỏ, không thể để chúng trên cây, nên đã đem luôn chúng xuống suối. Thỉnh thoảng, ngay cả một người mẹ chu đáo nhất cũng trở nên bất cẩn. Dù có hy vọng cỡ nào, thì cơ hội kiếm một bữa ăn của con hổ cũng rất xa vời. Ngay khi nghe thấy tiếng kêu báo nguy của đàn khỉ ăn lá, nó bỏ đi. Nó chỉ cần ăn 2 đến 3 lần một tuần, và nó biết khi nào lũ khỉ ở ngoài tầm với. Nai chuột là những sinh vật nhỏ nhất trong bộ móng guốc. Nó không có vũ khí gì chống lại hổ, ngoại trừ sự cảnh giác. Đôi mắt to của nó được bố trí để phát hiện mọi chuyển động, và tai nó cảnh báo mọi âm thanh nguy hiểm. Mặc dù mang tên như vậy, nhưng nai chuột là một loài giống lợn vừa giống nai. Thực ra, người Malaysia có một truyền thuyết rằng loài nai chuột là linh hồn của khu rừng. Nó thông minh đến nỗi đánh lừa được cả hổ. Trên cây cao, đời ươi được an toàn trước mọi loài thú ăn thịt. Mối đe dọa lớn nhất đối với hai mẹ con đời ươi có lẽ là sự chú ý không mong muốn từ phía một con đực. Nếu tới gần, nó sẽ tìm mọi cách giao phối, và cả mẹ lẫn con đều có thể bị thương. Để tránh điều đó, con mẹ di chuyển đến những cành cây nhỏ mảnh hơn, vì nó biết con đực sẽ không theo tới đó. Nhưng con đực có lẽ khá mạo hiểm, vì trong mảnh rừng này, Arno vẫn là đầu đàn.
Sự hiện diện của nó cũng đủ để khiến các con đực khác tránh xa. Vẫn còn một số con voi trong rừng mưa nhiệt đới châu Á. Bằng cách đánh đổ những cái cây, chúng giúp phát tán hạt và đem lại ánh sáng. Nhưng khu rừng cũng ảnh hưởng đến chúng. Thảm thực vật rậm rạp buộc chúng phải sống đơn lẻ, không như họ hàng của chúng ở châu Phi. Kể cả với loài voi, trong rừng vẫn có những nơi chúng không nên đến. Một số cây mọc gai có thể làm nản lòng ngay cả những con vật to lớn nhất. Các loại cây khác dùng cả các loài côn trùng làm khiên chắn. Những con kiến này giúp bảo vệ cây mâm xôi dại bằng cách ngăn cản các con sâu ăn lá. Sau khi chúng đuổi được những con sâu đi, lũ kiến đòi phần thưởng. Chúng bòn rút từ đàn côn trùng ăn cây và lấy mật ngọt mà chúng tạo ra từ nhựa cây mâm xôi. Có lẽ mối quan hệ chủ yếu nhất là vai trò của côn trùng trong việc giúp khu rừng tái sinh. Bằng cách tạo ra mật hoa đầy hấp dẫn, những cái cây này dụ dỗ lũ kiến đi từ bông này đến bông khác, giúp di chuyển những hạt phấn. Trong rừng, phương thức cho và nhận cũng được áp dụng. Những loài cây khác nhau ra hoa ở mỗi thời điểm khác nhau và thu hút những côn trùng thụ phấn khác nhau. Hoa của cây này thu hút lũ ong. Thụ phấn là công việc mà lũ ong làm. Phần thưởng của chúng là mật hoa để chúng đem về tổ. Từ mật hoa, những con ong làm ra mật làm thức ăn cho ấu trùng. Kể cả những loài đơn độc nhất cũng tuân theo quy tắc nhận cho này. Even the most singular of species follows the rules of service and reward. This bud, nụ hoa này sẽ nở thành bông hoa to nhất và có lẽ là hiếm nhất trong khu rừng. Hoa Rafflesia không có lá hay cuống và hút chất từ cây leo mà nó sống ở trên đó. Phải mất 4 đến 5 năm, loài Rafflesia mới nở hoa một lần và nó thụ phấn chủ yếu nhờ vào ruồi. Bằng việc thu hút chúng với mùi thịt thối khó chịu, nó có thể sinh sản dễ dàng, chỉ cần một bông Rafflesia khác đang nở trong tầm bay của con ruồi. Một khi con ruồi đã xong nhiệm vụ, bông hoa Rafflesia chết, giống như mọi thứ khác trong thảm rừng này, nó được hấp thụ và tái chế. Những con bướm xuất hiện để giúp ích cho việc sinh sản. Hầu hết các loài bướm đều tìm mật từ những bông hoa. Khi chúng ăn, sẽ đem theo phấn hoa từ cây này sang cây khác và giúp các loại cây sinh sản. Một khi đã tìm được bạn tình và đẻ trứng là công việc của chúng đã hoàn thành. Vào giữa ngày, khu rừng như chậm lại. Hãy
trên những cành cây cao, khi ăn lá cũng nghỉ ngơi sau một buổi sáng tập trung ăn uống. Chúng chui vào một nơi có bóng râm để nghỉ trưa và để tiêu hóa hết chỗ lá ăn buổi sáng. Những con chơi đùa. Không gặp mối nguy hiểm nào, con đực cũng chợp mắt được một lát. Những con cái cũng uể oải đến nỗi một con khỉ mẹ đã ngủ gật. Khi những con khỉ ăn lá Thomas xuống những cành thấp hơn để nghỉ trưa, những con vượn đen tranh thủ lên ngọn cây. Chơi đùa cũng giúp ích cho các con đười ơi con. Bằng cách này, chúng biết mình nhảy xa được tới đâu, một cành cây chịu được trọng lượng bao nhiêu và chúng có thể gặp nguy hiểm gì. Việc học không bao giờ kết thúc. Bên dưới những con vượn đen, trên những tán cây giữa, những con đười ươi cũng tạm nghỉ. Đười ươi cái có thể chỉ sinh 3 con trong đời. Vì vậy, mỗi con đều rất quý giá. Giữa con đười ươi mẹ này và con của nó có cái gì đó gần như con người.
trong mùa khô, mưa bắt đầu ít đi và thường đến vào buổi chiều. Lượng mưa đều đặn rất cần thiết cho sự sống trong rừng. Đời ươi tìm đến những nơi ẩn nấp. Những tán cây trong rừng làm giảm lực của hạt mưa và không cho nó rửa trôi tầng đất mặt. Rất nhiều loại cây có lá cấu tạo để đưa nước đến nơi nó cần nhất, đó là rễ cây. Một số loại cây lại có cái ô để tránh mưa như thế này. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, mặt trời quay trở lại và tỏa nhiệt xuống. Nước được dễ hút cạn và sau đó chảy theo thân cây lên lá. Ở đó chúng lại bốc hơi ra ngoài không khí. Bên dưới tán cây độ ẩm rất cao và thường xuyên ở tình trạng như vậy. Vì thế mặt đất trong rừng luôn ẩm ướt và nhiều sinh vật đã sinh ra từ môi trường này. Những con đỉa phụ thuộc vào nước và châu Á là một trong số ít nơi chúng có thể thích nghi để sống trên cạn hay những dòng suối nước chảy chậm. Đỉa là động vật lưỡng tính. Một con đỉa sẽ vừa là đực, vừa là cái. Khi giao phối, cả hai bên sẽ trao đổi tinh trùng để thụ tinh cho trứng của nhau. Quá trình thụ tinh bắt đầu khi chúng dính vòi vào nhau và xoay thân cho đến khi tiếp xúc sát được vào nhau. Một khi bộ phận sinh dục của chúng tìm được vị trí, chúng giao phối. Mỗi con đỉa sẽ đi một đường riêng với số trứng đã được thụ tinh. Con trưởng thành chỉ có thể sống không có nước trong vài ngày, nhưng ngay cả khi chúng chết, thì trứng của chúng vẫn còn, giống như một vỏ bọc duy trì nòi giống cho chúng và chờ những cơn mưa quay lại. Mưa bắt đầu rơi triền miên trong khu rừng. Rất nhiều chất dinh dưỡng đã bị rửa trôi. Một số loài cây đã thích nghi với đất đai nghèo dinh dưỡng bằng cách trở thành loài ăn thịt. Châu Á là nơi các loài cây nắp ấm phát triển đa dạng nhất. Chúng dụ dỗ con mồi bằng cách tỏa ra mùi thơm của mật hoa. Đó là những gì chúng cho đi và thứ nhận lại là một bữa ăn. Côn trùng chui vào cái bẫy và hy vọng sẽ nhận được phần thưởng nào đó, nhưng chúng đã sai lầm và chết. Thay vào đó, phần thưởng dành cho cái cây, đó là năng lượng. Hầu hết, mọi thứ khi đã rơi vào trong bình lá sẽ bị chết và bị tiêu hóa. Tuy vậy, sự sống có thể tồn tại ngay cả nơi nghĩa địa. Không hiểu sao, loài muỗi larvae lại phát triển tốt trong dung dịch tiêu hóa của cây nắp ấm.
nằm sâu trong một góc rừng biệt lập phía bắc Sumatra, nơi người ta đang nghiên cứu mối quan hệ đặc biệt giữa loài đười ươi và rừng nhiệt đới. Ở một trong số những khu vực đầm lầy còn lại, đười ươi tụ tập với số lượng lớn hơn ở bất cứ đâu. Chúng tiết lộ bí mật về việc tổ tiên của chúng đã sống như thế nào trước khi môi trường sống của chúng biến mất. Chúng đến đây vì vùng đất trũng và đầm lầy giàu dinh dưỡng hơn, cây cối ở đây cho nhiều quả hơn ở vùng rừng đồi. Chúng còn hưởng lợi từ môi trường ẩm ướt thường xuyên của tầng đáy rừng. Rất nhiều loài côn trùng thay vì sống ở trong tổ dưới mặt đất như trong điều kiện bình thường, ở đây chúng làm tổ trên cây, nên chúng dễ dàng trở thành nguồn protein bổ sung cho đười ươi. Các loài linh trưởng lớn nhất ở châu Á tập hợp ở vùng đầm lầy cho đến chừng nào mùa quả kết thúc. Đây là nơi Andy lớn lên. Nó tìm hiểu khu rừng qua mẹ nó. Nó và các bạn của nó biết thức ăn ở đâu và làm sao để lấy được chúng. Andy nhớ những cái tổ ong và nó cũng nhớ bài học từ mẹ nó. Nó biết cách lấy mật ong ở những chỗ ngón tay của nó không thể với tới. Cũng như việc nó làm với quả chamangan ở trong rừng, nó cũng sử dụng một công cụ. Nó đơn giản là một cành con bẻ ra và tước mảnh. Nhưng bằng công cụ đơn giản này, Andy và một số họ hàng của nó tự học tập lẫn nhau. Đây là những gì chúng học được và ghi nhớ. Em gái Annie rồi cũng sẽ học những bài học tương tự. Có thể đó là sự sản sinh của một nền văn hóa đời ươi mới hay sự phục hồi của một nền văn hóa cổ. Tại sao đời ươi ở đây và có lẽ không nơi đâu khác lại biết sử dụng công cụ? Vẫn còn là điều bí ẩn. When she's finished the honey, khi đã ăn hết mật ong, Andy sẽ sử dụng kiến thức của nó về khu rừng này để chuyển qua một cái cây khác. Những con ong trở về và theo bản năng sửa lại tổ của chúng. Đời ươi ở mỗi thời điểm lại chọn những loại thức ăn khác nhau. Khi đã ăn no mật ong, Andy luôn gặm lá, có thể để cân bằng chế độ ăn uống. Cho đến khi tới lượt Andy truyền lại những gì mà nó được dạy, có lẽ việc học sẽ dễ dàng hơn nhiều và kiến thức sẽ thấm nhanh hơn bởi cách sống khác biệt của những con đười ươi này. Chúng ta từng nghĩ chúng hầu như là loài sống đơn độc với mối quan hệ duy nhất giữa con mẹ và con, hoặc khi một nhóm nhỏ tụ tập một thời gian ngắn quanh cây sung sai quả. Điều đó có thể đúng ở đâu đó, nhưng không phải ở đây
phía bắc Sumatra này. Hết mùa này đến mùa khác, chúng quay lại vùng đầm lầy để tụ tập và học ở những cá thể nhất định. Những con trưởng thành và những con đười ươi đang lớn nhận ra nhau và chọn bạn đồng hành một cách cẩn thận. Nếu chúng là con người, chúng ta sẽ gọi chúng là bạn bè. Những con đười ươi nhỏ tuổi ở vùng đất thấp này có cơ hội chơi với nhau thường xuyên hơn khá nhiều so với họ hàng của chúng ở vùng rừng đồi. Nhưng có lẽ chúng không thể truyền lại những gì đã học ở đây cho các thế hệ sau. Sự săn bắn và môi trường sống đang bị hủy diệt đã và đang gây nguy hiểm cho loài đười ươi. Mặc dù ban ngày chúng giao du hòa đồng, nhưng đến tối, đười ươi thường ở một mình, ở nơi ẩn náu của riêng nó. Cuối ngày, chúng lấy những cành lá tươi làm thành một cái ổ mới. Mỗi đêm một cái ổ mới, và mỗi đêm trên một cái cây mới. Nhưng với con này, mẹ nó là cả thế giới. Với Arno, công việc làm ổ vẫn như mọi khi. Khi nó đang chuẩn bị chỗ ngủ cho buổi tối, nó kêu những tiếng dài, tuyên bố lãnh thổ và sự tồn tại của nó. Tiếng kêu dài của Arno biểu thị tầm quan trọng của loài đười ươi và văn hóa của chúng. Đó là tiếng kêu tới những nhà chức trách hãy bảo vệ vương quốc của nó trong góc rừng Sumatra cùng với bầy đàn của nó, loài khỉ đỏ không đuôi châu Á và lối sống lạ thường của chúng. Khô rừng tiêu hóa hết chất thải của nó trong vòng chưa tới một giờ. Xác lá sẽ cần nhiều thời gian để phân hủy hơn. Nhưng cuối cùng thì chất dinh dưỡng từ lá cũng sẽ thấm vào đất. Kiến là loài côn trùng phổ biến nhất ở rừng nhiệt đới, và chúng cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tái tạo lại các chất dinh dưỡng cho khô rừng. Kiến và họ hàng của chúng, những con mối là một mắt xích quan trọng trong hệ tiêu hóa của khu rừng. Mối phá hủy những thân gỗ mục
và tha chúng về tổ theo những con đường mòn trong khô rừng. Trên đường vận chuyển đó, mối thợ và thức ăn quý báu của chúng được lính gác bảo vệ. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng côn trùng là những nhân vật nặng ký trong khu rừng. Chúng chiếm 1/3 trong tổng số các loài động vật sống trong rừng. Đối với các động vật ở cao hơn trong chuỗi thức ăn, côn trùng là nguồn cung cấp protein giá trị. Và dù nhìn bên ngoài có thế nào, thì tán rừng nhiệt đới vẫn có một trật tự nhất định, những con khỉ ăn lá chuyển cảnh theo những lối mòn. Bây giờ là giữa buổi sáng, và chúng đang nhảy loạn xạ trong lãnh thổ của mình để tìm thức ăn. Chúng bay người trên không, với sự tự tin được truyền qua không biết bao nhiêu thế hệ đã sống trong khu rừng này. Những con khỉ ăn lá sống thành những bầy khỉ cái nhỏ với một con đực đầu đàn. Kích cỡ của bầy còn phụ thuộc vào khu rừng. Để con đực muốn có thể bao quát được cả đàn, nên rừng càng rậm thì nhóm sẽ càng nhỏ. Tất cả mọi thành viên trong chốn hậu cung của nó đều bình đẳng. Không có con cái nào chiếm vị trí độc quyền trong một khu vực kiếm ăn. Những con khỉ ăn lá rất biết lợi dụng. Chúng hầu như chẳng giúp ích gì cho khu rừng. Bằng cách ăn lá cây tươi, chúng cướp đi phương tiện để cây xanh hấp thụ ánh sáng và mặt trời. Và với việc phá hủy hạt, chúng làm cho cây cối khó sinh sôi nảy nở hơn. Nhưng cây cối cũng tha thứ cho những kẻ cướp quyến rũ này. Một số cũng chống trả lại bằng cách sử dụng những chất độc khi ra lá và làm hỏng vị của nó. Bên dưới khỉ ăn lá, trong nhánh giữa, đề ươi có vai trò tích cực hơn nhiều. Hầu hết chúng ăn quả. Vì chúng rất to lớn, nên cũng đồng nghĩa với việc ăn khỏe. Cây ăn quả phân tán rải rác khắp khu rừng. Mỗi con vật đều có một bản đồ không gian ba chiều trong não. Vì vậy nó biết lúc nào và ở đâu quả sẽ chín và làm sao để tới được đó. Khi chúng chuyển từ cây này sang cây khác, vừa ăn vừa di chuyển, nên những con đực ươi phân tán hạt của những loại cây đóng vai trò chính đối với sự phát triển của khu rừng. Đực ươi có mặt ở khắp các khu rừng trên đồi ở Sumatra, nhưng khi vào mùa quả, chúng tụ tập với số lượng lớn nhất ở khu vực đầm lầy dưới thấp. Và chính ở đây, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với cả khu rừng được đưa ra nghiên cứu. Con đực này đang chuẩn bị vào thời kỳ sung sức nhất. Có lẽ một ngày nó sẽ thách thức Ano để giành vị trí con đực đầu đàn, nhưng giờ nó vẫn yên vị, chỉ đến khi chắc chắn rằng nó sẽ chiến thắng. Khu rừng cũng đã thích ứng với kích thước của những con đực ươi bằng cách sinh ra rất nhiều quả ngon gần thân cây, nơi chúng có thể với tới. Con đực này sẽ còn phải quay lại cái cây này nhiều lần nữa trong cuộc đời khoảng 50 năm của nó. Đây là một trong những mối quan hệ lâu đời nhất
diễn ra ở bất cứ đâu giữa thực vật và động vật. Mối quan hệ gần gũi nhất trong thế giới động vật là giữa một con đực ươi cái và con của nó. Tình mẫu tử sâu sắc này là mối quan hệ hình thành cuộc sống của đực ươi con. Còn mẹ là nguồn thức ăn, sự chở che, phương tiện di chuyển và đem lại những bài học thiết yếu cho cuộc sống. Nó sẽ truyền lại tất cả kiến thức của nó về rừng và các loại trái cây. Không có những cái đó, con không thể sống sót được. Một trong những kiến thức mà Annie truyền lại cho Andy là cách sử dụng công cụ để giải quyết khó khăn. Những hành vi có thể quan sát thấy trong thiên nhiên hoang dã chỉ có ở khu vực đầm lầy của khu rừng này. Một trong những món cao lương mỹ vị mà loài đời ươi ưa thích là hạt của quả chamagan. Khi quả chín, các múi sẽ tách ra để lộ các hạt bên trong. Vấn đề đối với các đời ươi là những cái lông cứng bảo vệ hạt bên trong sẽ làm đau bất cứ ai chạm vào. Trước đây, một trong số chúng đã tìm ra cách giải quyết đối với sự phòng vệ của các loài cây. Giờ Andy đã học được cách đưa que vào miệng và dùng nó để cậy hạt. Hạt sau đó sẽ rơi vào miệng hoặc là rơi vào tay nó. Những cái lông sẽ rơi xuống đất. Hàng triệu năm trước, tổ tiên của chúng ta lần đầu tiên học được cách sử dụng công cụ. Chúng ta không biết liệu loài đời ơi gần đây mới học được điều này, hay chúng đã làm thế hàng trăm hay hàng nghìn năm. Một điều chắc chắn là những hành vi này chưa từng được phát hiện ở những nhóm đời ươi khác. Chúng ta đã từng tin rằng khả năng sử dụng công cụ tách biệt con người khỏi vương quốc các loài vật. Có lẽ Andy đang chỉ cho chúng ta thấy rằng đời ươi thậm chí còn gần gũi với loài người hơn chúng ta tưởng. Với hai điều kiện tiên quyết cho cuộc sống, nước và ánh sáng mặt trời, rừng rậm nhiệt đới là môi trường lý tưởng nhất để thực vật phát triển. Một km vuông rừng nhiệt đới có thể có tới 10.000 loài sinh sống, và đây là vương quốc của loài đời ươi đỏ. Ở vùng nhiệt đới có hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Cây cối ra hoa và kết quả theo những chu trình riêng của nó. Rừng nhiệt đới ở phía bắc Sumatra nằm gần đường xích đạo nên có ngày và đêm dài bằng nhau. Tuy nhiên, đối với mỗi cây khác nhau thì lượng ánh sáng nó nhận được phụ thuộc vào vị trí của nó trong rừng. Tầng đáy chỉ nhận được ánh sáng mặt trời vào giữa ngày. Các cành ở giữa nhận được ánh sáng khoảng 8 giờ và tầng trên được chiếu sáng từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Trong ngày, các tán lá của tầng trên cùng liên tục được nhận ánh sáng. Những nhánh ở tầng giữa chỉ nhận được những tia nắng chiếu qua kẽ lá. Và vào buổi trưa, khi mặt trời nằm đúng trên đỉnh các ngọn cây, tầng đáy mới nhận được chút ánh sáng le lói khi mặt trời đi qua và để lại. Chính nguồn sáng hữu hạn này đã hạn chế sự phát triển của tầng đáy trong khu rừng. Và chu trình chiếu sáng này chỉ thay đổi khi một cây chết và đổ xuống, tạo ra một khoảng trống giữa các tán lá. Sau đó, các cây bên dưới đua nhau vươn lên lấp vào chỗ trống. Các loài thân leo cuốn quanh các thân cây khác vươn lên, trong khi các cây con vươn lên phía có ánh sáng.
Rất nhanh sau đó, khoảng trống đã được lấp đầy. Cuộc đua kết thúc, kẻ thắng cuộc sẽ có mọi thứ, còn những kẻ thua cuộc lại quay về với lượng ánh sáng ít ỏi như mọi khi. Điều cốt yếu trong mối quan hệ giữa các loài động vật và khu rừng là các chu trình theo mùa đối với mỗi loài là khác nhau. Các loài vật luôn biết ở đâu và khi nào các loại lá và quả chúng ưa thích sẽ chín. Trong khi một số cây phát triển mạnh mẽ, dồi dào như mùa xuân, thì một số khác lại đang rụng lá như thể mùa thu vậy. Một số hạt còn nhảy dù bay đi xa để nảy mầm trên mặt đất, một số khác được nước cuốn trôi đi. Hạt có thể bay xa cách cây mẹ hàng km. Vì vậy, tuy cây cối không thể di chuyển được, nhưng nó vẫn có thể phát triển ở những nơi khác. Trong rừng có ít lá và quả hơn, nên lượng thức ăn cho tất cả các loài ít đi. Nếu trong lãnh thổ của chúng có một dòng suối, lũ khỉ ăn lá sẽ dùng tảo làm thức ăn thay thế. Chúng tụt xuống khỏi các cành cây như những du khách tới một ốc đảo. Dưới dòng suối có đủ tảo để chia sẻ cho cả các đàn khác từ các vùng lân cận. Khi chúng ở đúng môi trường, nghĩa là trên các cành cây, lũ khỉ hầu như an toàn trước các động vật ăn thịt. Nhưng khi ở dưới mặt đất, thì chúng rất dễ bị tấn công. Khỉ cái có con lớn, có thể để chúng ở trên cây. Một khi những con khỉ còn ở dưới suối, thì con đực còn phải lo lắng canh chừng. Vẫn còn một số con hổ Sumatra đi lảng vảng kiếm mồi. Không biết rằng có một con hổ gần đó, khỉ cái do con còn quá nhỏ, không thể để chúng trên cây, nên đã đem luôn chúng xuống suối. Thỉnh thoảng, ngay cả một người mẹ chu đáo nhất cũng trở nên bất cẩn. Dù có hy vọng cỡ nào, thì cơ hội kiếm một bữa ăn của con hổ cũng rất xa vời. Ngay khi nghe thấy tiếng kêu báo nguy của đàn khỉ ăn lá, nó bỏ đi. Nó chỉ cần ăn 2 đến 3 lần một tuần, và nó biết khi nào lũ khỉ ở ngoài tầm với. Nai chuột là những sinh vật nhỏ nhất trong bộ móng guốc. Nó không có vũ khí gì chống lại hổ, ngoại trừ sự cảnh giác.
Đôi mắt to của nó được bố trí để phát hiện mọi chuyển động và tai nó cảnh báo mọi âm thanh nguy hiểm. Mặc dù mang tên như vậy, nhưng nai chuột là một loài giống lợn vừa giống nai. Thực ra, người Malaysia có một truyền thuyết rằng loài nai chuột là linh hồn của khu rừng. Nó thông minh đến nỗi đánh lừa được cả hồ. Chơi đùa cũng giúp ích cho các con đười ơi con. Bằng cách này, chúng biết mình nhảy xa được tới đâu, một cành cây chịu được trọng lượng bao nhiêu và chúng có thể gặp nguy hiểm gì. Việc học không bao giờ kết thúc. Bên dưới những con vượn đen, trên những tán cây giữa, những con đười ươi cũng tạm nghỉ. Đười ươi cái có thể chỉ sinh 3 con trong đời. Vì vậy, mỗi con đều rất quý giá. Giữa con đười ươi mẹ này và con của nó có cái gì đó gần như con người. Trong mùa khô, mưa bắt đầu ít đi và thường đến vào buổi chiều. Lượng mưa đều đặn rất cần thiết cho sự sống trong rừng. Đời ươi tìm đến những nơi ẩn nấp. Những tán cây trong rừng làm giảm lực của hạt mưa và không cho nó rửa trôi tầng đất mặt. Rất nhiều loại cây có lá cấu tạo để đưa nước đến nơi nó cần nhất, đó là rễ cây. Một số loại cây lại có cái ô để tránh mưa như thế này. Thank you.
Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, mặt trời quay trở lại và tỏa nhiệt xuống. Nước được dễ hút cạn và sau đó chảy theo thân cây lên lá. Ở đó, chúng lại bốc hơi ra ngoài không khí. Bên dưới tán cây độ ẩm rất cao và thường xuyên ở tình trạng như vậy. Vì thế, mặt đất trong rừng luôn ẩm ướt và nhiều sinh vật đã sinh ra từ môi trường này. Những con đỉa phụ thuộc vào nước và châu Á là một trong số ít nơi chúng có thể thích nghi để sống trên cạn hay những dòng suối nước chảy chậm. Đỉa là động vật lưỡng tính. Một con đỉa sẽ vừa là đực, vừa là cái. Khi giao phối, cả hai bên sẽ trao đổi tinh trùng để thụ tinh cho trứng của nhau. Quá trình thụ tinh bắt đầu khi chúng dính vòi vào nhau và xoay thân cho đến khi tiếp xúc sát được vào nhau. Một khi bộ phận sinh dục của chúng tìm được vị trí, chúng giao phối. Mỗi con đỉa sẽ đi một đường riêng với số trứng đã được thụ tinh. Con trưởng thành chỉ có thể sống không có nước trong vài ngày, nhưng ngay cả khi chúng chết, thì trứng của chúng vẫn còn, giống như một vỏ bọc duy trì nòi giống cho chúng và chờ những cơn mưa quay lại. Mưa bắt đầu rơi triền miên trong khu rừng. Rất nhiều chất dinh dưỡng đã bị rửa trôi. Một số loài cây đã thích nghi với đất đai nghèo dinh dưỡng bằng cách trở thành loài ăn thịt. Châu Á là nơi các loài cây nấp ấm phát triển đa dạng nhất. Chúng dụ dỗ con mồi bằng cách tỏa ra mùi thơm của mật hoa. Đó là những gì chúng cho đi và thứ nhận lại là một bữa ăn. Côn trùng chui vào cái bẫy và hy vọng sẽ nhận được phần thưởng nào đó, nhưng chúng đã sai lầm và chết. Thay vào đó, phần thưởng dành cho cái cây, đó là năng lượng. Hầu hết, mọi thứ khi đã rơi vào trong bình lá sẽ bị chết và bị tiêu hóa. Tuy vậy, sự sống có thể tồn tại ngay cả nơi nghĩa địa. Không hiểu sao, loài muỗi là về lại phát triển tốt trong dung dịch tiêu hóa của cây nấp ấm. Nằm sâu trong một góc rừng biệt lập phía bắc Sumatra, nơi người ta đang nghiên cứu mối quan hệ đặc biệt giữa loài đười ươi và rừng nhiệt đới. Ở một trong số những khu vực đầm lầy còn lại, rừng mưa nhiệt đới là một trong những thực thể sống tồn tại lâu đời nhất trên trái đất, lâu hơn cả sự tồn tại của những vì sao.
Khu rừng nhiệt đới này đã tồn tại 130 triệu năm. Mùa này qua mùa khác, thế kỷ này qua thế kỷ khác, khu rừng vẫn tiếp tục định đoạt số mệnh của sinh vật đang cư trú trong đó, và đến lượt những sinh vật này tác động đến khu rừng. Câu chuyện về khu rừng mưa nhiệt đới ở châu Á này là câu chuyện về mối quan hệ đặc biệt giữa khu rừng và các loài động thực vật sống trong đó. Tiếng kêu lúc bình minh của các loài linh trưởng thực sự là âm thanh của châu Á, bởi ở đây có một hệ linh trưởng đa dạng nhất trên trái đất. Một ngày mới bắt đầu giống như hàng triệu buổi bình minh trước đó. Khu rừng và vô số các sinh vật trong đó xôn xao khi ngày mới mang theo ánh sáng và sự ấm áp. Khu rừng với sự phức tạp của nó có thể được coi là một sinh vật sống đơn lẻ. Nó sử dụng nước mưa và không khí ấm áp rồi nhả ra khí oxy. Tán cao nhất của khu rừng đóng vai trò như lớp da. Nó nhận được nhiều ánh sáng mặt trời nhất, với mưa và gió cũng vậy. Nó bảo vệ khu rừng bên dưới. Rừng rậm nhiệt đới rất giàu có, mặc dù chỉ chiếm 5% diện tích bề mặt trái đất, nhưng nó lại là ngôi nhà cho ít nhất một nửa số loài động thực vật trên trái đất. Cao trên ngọn cây, các con vật thức dậy và đang đói bụng. Loài khỉ ăn lá thomas chuyển trên những cành cây tìm kiếm bữa sáng. Khỉ đỏ không đuôi lớn châu Á, loài đười ươi sống trên những cành cây lớn ở đoạn giữa thân cây. Hai con đười ươi này đang chuẩn bị tìm bữa sáng. Loài vượn đen báo ngày mới bằng một bản song ca tình yêu. Tiếng gọi của con đực và con cái cũng là lời tuyên bố lãnh thổ của chúng. Người ta đã quan sát và nghiên cứu chúng suốt hơn 5 năm. Hành vi của chúng cho ta cái nhìn khái quát về loài đời ươi trước đây và một niềm hy vọng cho tương lai của chúng. Mỗi con đều được đặt một cái tên. Andy là một con cái đã được 9 tuổi. Nó đã quen sống một mình kể từ khi phải sống tự lập vì mẹ nó phải dành thời gian chăm sóc đứa con nhỏ hơn mới ra đời. Con đời ươi mẹ, Arnie, sẽ dành 8 năm để chăm sóc con, cũng như khi nó chăm sóc Andy. Arno, cha của Andy, là con đực đầu đàn của khu vực này, và có lẽ là cha của hầu hết các con trong lãnh thổ của nó. Orang-hutan có nghĩa là người sống trong rừng. Người Malaysia có một truyền thuyết rằng loài đười ươi thông minh đến nỗi nó không bao giờ cần học nói vì sợ rằng nếu vậy nó sẽ phải làm việc. Arno có cách cư xử của một quý ông lịch thiệp. Tuy nhiên, nó sẽ chiến đấu quyết liệt để trở thành con đực đầu đàn. Nó sống cuộc sống đơn độc và để việc chăm sóc đười ươi con cho các con cái lo. Mối quan hệ đơn giản nhất mà loài đời ươi có với khu rừng lại là mối quan hệ tự nhiên nhất.
Lực hấp dẫn đảm bảo một điều rằng sớm hay muộn, mọi thứ chúng ăn hay chạm vào đều sẽ rơi xuống mặt đất. Tầng thấp nhất và là nơi kết thúc của mọi thứ, sinh vật chết, lá, hạt cây và phân. Phần tươi của đời ươi dường như cũng có cuộc sống riêng của nó. Đánh hơi thấy mùi, bọ ăn phân nhanh chóng bắt đầu công cuộc tái chế. Những con bọ chia nhỏ đống phân và vo chúng lại thành viên để dễ lăn đi và dễ chôn xuống đất. Chúng sẽ đẻ trứng trên đó và sau cùng thì chúng cũng sẽ bị phân hủy. Chất dinh dưỡng lại được cây hấp thụ. Tầng mặt đất là phần quan trọng của rừng nhiệt đới. Trên cây cao, đời ươi được an toàn trước mọi loài thú ăn thịt. Mối đe dọa lớn nhất đối với hai mẹ con đời ươi có lẽ là sự chú ý không mong muốn từ phía một con đực. Nếu tới gần, nó sẽ tìm mọi cách giao phối, và cả mẹ lẫn con đều có thể bị thương. Để tránh điều đó, con mẹ di chuyển đến những cành cây nhỏ mảnh hơn vì nó biết con đực sẽ không theo tới đó. Nhưng con đực có lẽ khá mạo hiểm vì trong mảnh rừng này, Arno vẫn là đầu đàn. Sự hiện diện của nó cũng đủ để khiến các con đực khác tránh xa. Vẫn còn một số con voi trong rừng mưa nhiệt đới châu Á. Bằng cách đánh đổ những cái cây, chúng giúp phát tán hạt và đem lại ánh sáng. Nhưng khu rừng cũng ảnh hưởng đến chúng. Thảm thực vật rậm rạp buộc chúng phải sống đơn lẻ, không như họ hàng của chúng ở châu Phi. Kể cả với loài voi, trong rừng vẫn có những nơi chúng không nên đến. Một số cây mọc gai có thể làm nản lòng ngay cả những con vật to lớn nhất. Các loại cây khác dùng cả các loài côn trùng làm khiên chắn. Những con kiến này giúp bảo vệ cây mâm xôi dại bằng cách ngăn cản các con sâu ăn lá. Sau khi chúng đuổi được những con sâu đi, lũ kiến đòi phần thưởng. Chúng bòn rút từ đàn côn trùng ăn cây và lấy mật ngọt mà chúng tạo ra từ nhựa cây mâm xôi. Có lẽ mối quan hệ chủ yếu nhất là vai trò của côn trùng trong việc giúp khu rừng tái sinh.
bằng cách tạo ra mật hoa đầy hấp dẫn. Những cái cây này dụ dỗ lũ kiến đi từ bông này đến bông khác, giúp di chuyển những hạt phấn. Trong rừng, phương thức cho và nhận cũng được áp dụng. Những loài cây khác nhau ra hoa ở mỗi thời điểm khác nhau và thu hút những côn trùng thụ phấn khác nhau. Hoa của cây này thu hút lũ ong. Thụ phấn là công việc mà lũ ong làm. Phần thưởng của chúng là mật hoa để chúng đem về tổ. Từ mật hoa, những con ong làm ra mật làm thức ăn cho ấu trùng. Kể cả những loài đơn độc nhất cũng tuân theo quy tắc nhận cho này. Even the most singular of species follows the rules of service and reward. This bud. Nụ hoa này sẽ nở thành bông hoa to nhất và có lẽ là hiếm nhất trong khu rừng. Hoa Rafflesia không có lá hay cuống và hút chất từ cây leo mà nó sống ở trên đó. Phải mất 4 đến 5 năm, loài Rafflesia mới nở hoa một lần và nó thụ phấn chủ yếu nhờ vào ruồi. Bằng việc thu hút chúng với mùi thịt thối khó chịu, nó có thể sinh sản dễ dàng, chỉ cần một bông Rafflesia khác đang nở trong tầm bay của con ruồi. Một khi con ruồi đã xong nhiệm vụ, bông hoa Rafflesia chết, giống như mọi thứ khác trong thảm rừng này, nó được hấp thụ và tái chế. Những con bướm xuất hiện để giúp ích cho việc sinh sản. Hầu hết các loài bướm đều tìm mật từ những bông hoa. Khi chúng ăn, sẽ đem theo phấn hoa từ cây này sang cây khác và giúp các loại cây sinh sản. Một khi đã tìm được bạn tình và đẻ trứng là công việc của chúng đã hoàn thành. Vào giữa ngày, khu rừng như chậm lại. Trên những cành cây cao, khi ăn lá cũng nghỉ ngơi sau một buổi sáng tập trung ăn uống. Chúng chui vào một nơi có bóng râm để nghỉ trưa và để tiêu hóa hết chỗ lá ăn buổi sáng. Những con chơi đùa. Không gặp mối nguy hiểm nào, con đực cũng chợp mắt được một lát. Những con cái cũng uể oải đến nỗi một con khỉ mẹ đã ngủ gật. Khi những con khỉ ăn lá Thomas xuống những cành thấp hơn để nghỉ trưa, những con vượn đen tranh thủ lên ngọn cây.